Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đầm Dơi tổ chức kiểm tra vốn nhận quỹ thác tín dụng chính sách tại địa bàn xã Tạng Khương Đông. Theo đó đã đến thăm mô hình hủ tiếu sạch của chị Châu Ngọc Thúy ở ấp Tăng Thới xã Tạng Khương Đông. Đây là mô hình gia truyền được làm thủ công từ nhiều năm nay do có nguồn tiêu thụ cao nên việc cung cấp mở rộng quy mô còn gặp nhiều khó khăn sau khi được ngân hàng chính sách xã hội quyện hỗ trợ dây vốn 40 triệu đồng. Gia đình đã mua máy đánh bột, máy xoay bột, máy cắt. Bình quân mỗi một ngày làm khoảng 30 kg hủ tiếu thành phẩm. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng còn thu lãi hơn 10 triệu đồng. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao nguồn vốn quỹ hỗ trợ tín dụng đã giúp cho nhiều gia đình có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, phát triển mô hình của gia đình mình, tăng thêm thu nhập góp phần thực hiện các mục tiêu chương trình quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và tạo an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hộ dây vốn cũng mong muốn rằng nhiều chương trình chưa được đầu tư, rất mong cấp có thẩm quyền xem xét, nhất là ngân hàng chính sách xã hội, tiếp tục đầu tư vốn tạo việc làm, vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp cho nhiều hộ gia đình được dây vốn nhằm phát triển kinh tế tăng thu nhập của gia đình.